Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm cho mấy dạng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm sách bài tập trong lớp 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hề Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 6 lý thừa với số 1 tự nhiên. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 6 lý thừa với số 1 tự nhiên. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2. Mình sẽ làm tiếp câu 1.56 nhé. Giờ câu 1.56 mình sẽ tìm n, biết n câu a sẽ là 5 lý thừa 4 sẽ bằng n nhé. Giờ thầy sẽ giải câu 56 câu a trước. Như vậy là 5 lý thừa 4 bằng n, có nghĩa là n sẽ bằng 5 lý thừa 4. Giờ 5 lý thừa 4 có nghĩa là mình sẽ có 4 chữ số 5 nhân nha. 5 nhân 5 là 25. Đúng rồi. 25 nhân 25 là 625. Như vậy kết quả là 625. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Như vậy n lý thừa 3 bằng 125. Như vậy là mình thấy là 125 thì sẽ là số bao nhiêu lý thừa 3? Như mình sẽ có là n lý thừa 3 thì bằng 125. Đúng không? Mà 125 thì sẽ bằng bao nhiêu lý thừa 3? Mình thấy chính là 5 lý thừa 3 nha. 5 lý thừa 3 có nghĩa 3 số 5 nhân nhau. 5 nhân 5 là 25. 25 nhân cho 5 nữa là 125. Như vậy sẽ là 5 lý thừa 3. Giờ như là mình kết luận là mình sẽ suy ra n sẽ bằng bao nhiêu? Chính là số 5, đúng không? N lý thừa 3 bằng 125, mà 125 chính là 5 lý thừa 3, mình thấy là lý thừa giống nhau 33, thì có nghĩa n sẽ bằng số 5, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là câu C. Giờ 11 lý thừa n sẽ bằng 1331. Giờ bây giờ mình sẽ xem 1331 sẽ là 11 lý thừa mấy. Đúng không? Như vậy mình thấy là 11 nhân cho 11 thì sẽ bằng bao nhiêu? Các em lấy máy tính bấm cũng được, đúng không? Cho nha. 11 nhân cho 11 thì sẽ bằng là 121. 121 mà nếu mà các em nhân thêm 11 nữa thì sẽ là 1331. Như vậy mình kết luận là 1331 chính là 11 lý thừa 3. Đúng không? Giờ như vậy mình sẽ suy ra. Như vậy mình thấy đây là 11 lý thừa n sẽ bằng 11 lý thừa 3. Mình thấy là cơ số 11 giống nhau, có nghĩa n sẽ bằng 3. Nhưng mà suy ra n bằng 3 nhé. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu 56, mình sẽ qua tiếp câu 57 nha. Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là mình sẽ chuyển về, một là cùng cơ số, hai là cùng số mẫu để mình so sánh là mình biết được, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 57. Mình sẽ viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lý thừa. Giờ thầy sẽ làm câu 57 nha. Mình sẽ làm câu A trước. Như vậy là 3 nhân cho 3 lý thừa 4 nhân cho 3 lý thừa 5 bằng. Như vậy 3 này mình sẽ hiểu là 3 lý thừa 1, đúng không? Như vậy là nhân lên các lý thừa cùng cơ số thì mình sẽ giữ nguyên cơ số là 3. Mình sẽ lấy 3 số 1 cộng lại. Như vậy ở đây không có thì mình hiểu là 1. Như vậy mình sẽ lấy 1 cộng cho 4 cộng cho 5 nha. Đúng không? 3. Như vậy cơ số 3 giữ nguyên, mình sẽ lấy 1 cộng 4 cộng 5. 1 cộng 4 sẽ là 5, 5 cộng 5 là 10. Như vậy kết quả là 3 lý thừa 10. Đúng không? Giờ câu B mình sẽ làm tương tự. Tiếp theo là 7 lý thừa 3.
mình sẽ chia cho 7 lý thừa, hay hay còn gọi là 7 bình phương, đúng không? Và tiếp tục mình sẽ chia cho bạn. Như vậy ở đây là mình sẽ có là phép chia các lý thừa cùng cơ số, thì mình sẽ nhân cơ số là 7. Chia thì mình nhớ là thực hiện phép trừ, như mình sẽ lấy 3, mình sẽ trừ cho trừ 2, giờ trừ cho 1. Ở đây 1, 7 không có lý thừa trên thì mình sẽ hiểu là 7 lý thừa 1. Như vậy mình sẽ lấy 3 trừ 2, giờ trừ tiếp cho 1 nhé. Đúng không? Như vậy sẽ bằng, như vậy là cơ số 7 giữ nguyên. Mình sẽ lấy 3 trừ 2, 3 trừ 2 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy có nghĩa là 7 lý thừa 0. Mình nhớ là bất cứ số nào lý thừa 0 lên bằng 1, như vậy kết quả sẽ là số 1 nhé. Đúng không? Tiếp theo sẽ là câu C. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có là x lý thừa 4, tất cả lý thừa 3. Như vậy ở đây mình sẽ có hai lý thừa chồng lên nhau. Mình nhớ là lý thừa và lý thừa thì mình sẽ lấy lý thừa nhân lý thừa nhé. Như vậy kết quả sẽ là cơ số giữ nguyên là x. Mình sẽ lấy lý thừa nhân lý thừa nhé. Như vậy là 4 nhân 3. 4 nhân 3 hay 3 nhân 4 đều được hết, đúng không? Giờ như vậy x giữ nguyên, 4 nhân 3 bằng 10, 4 nhân 3 là 12. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là x lý thừa 12 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu 57, mình sẽ quay tiếp câu 58. Giờ tiếp theo là câu 58. Kết luận sau đây đúng hay sai? Không có số chính phương nào có chữ số hàng đơn vị là số 2. Như vậy là mình thấy là các số tự nhiên có chữ số tận cùng thì mình thấy là tận cùng sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi bình phương lên thì có chữ số tận cùng sẽ lần lượt là không bình phương lên sẽ là 0, 1 bình phương là 1, 2 bình phương là 4, 3 bình phương là 9, đúng không? Giờ còn 4 bình phương thì sẽ là 16, có nghĩa tận cùng sẽ là số 6. 5 bình phương là 25, có nghĩa chữ số tận cùng sẽ là số 5. 6 bình phương là 36, có nghĩa tận cùng sẽ là số 6. 7 bình phương là 49, tận cùng sẽ là số 9. 8 bình phương là 64, tận cùng sẽ là số 4. 9 bình phương là 81, có nghĩa tận cùng số 1. Do đó, số chính phương bất kỳ sẽ có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9, đúng không? Chứ không phải là số 2 được. Nên mình kết luận là vì vậy khẳng định trên là đúng nha. Giờ hãy sẽ làm câu 58. Như vậy mình thấy là các số tự nhiên sẽ có chữ số tận cùng là 0, là số 0, đúng không? Hoặc là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, hoặc là số 9, đúng không? Khi bình phương lên, thì sẽ có chữ số tận cùng là lần lượt này. Như vậy là mình thấy là không bình phương lên sẽ là 0, 1 bình phương vẫn là 1, 2 bình phương là 4, 3 bình phương là 9, 4 bình phương là 16 nên tận cùng sẽ là số 6, 5 bình phương là 25 nên tận cùng sẽ là số 5, 6 bình phương là 36 nên tận cùng sẽ là số 6, 7 bình phương là 49 nên tận cùng sẽ là số 9, 8 bình phương là 64 tận cùng sẽ là số 4, 9 bình phương là 81 tận cùng sẽ là số 1. Do đó, số chính phương bất kỳ sẽ có chữ số tổng cộng là
Như mình thấy là số chính phương Bắc Kỳ sẽ có chữ số bạn cùng là 0, 1, 4, 5, 6 hoặc là 9 thôi đúng không? Như sẽ là 0, hoặc là 1, hoặc là 4, hoặc là 5, hoặc là 6, hoặc là 9, chứ không là có số 2 đâu nha. Vì vậy, mình kết luận là vì vậy khẳng định trên là đúng. Đúng nè. Giờ như giờ mình xong câu 58, mình sẽ qua tiếp câu 59. Giờ tiếp theo là câu 59. Tìm chữ số bằng cùng của 47 ly khừ 5 và chứng tỏ số 47 ly khừ 5 cộng cho 2021 ly khừ 6 không phải là một số chính phương nhé. Giờ thầy sẽ làm câu 59 nhé. Như vậy ở đây mình thấy là 47 mà bình phương thì có nghĩa là mình sẽ lấy 7 nhân 7 là 49, có nghĩa tổng cộng sẽ là trục chính đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy là 47 ly khừ 4 thì tổng cộng là số 9 nhân cho tổng cộng là số 9 sẽ là 81, có nghĩa trừ số tổng cộng sẽ là số 1. Giờ sau đó mình lấy số đó mình nhân thêm 47 nữa thì tổng cộng là số 1 nhân cho tổng cộng số 7 sẽ là số 7, nên mình kết luận cuối cùng sẽ là tổng cộng sẽ là số 1 nhé. Đúng không? Như vậy là mình sẽ lập luận từ từ nhé. Như vậy trước mình sẽ có là thầy sẽ lập luận từ từ cho các em hiểu nhé. Như vậy trước hết mình sẽ có 47 bình phương. 47 bình phương có nghĩa là 47 nhân cho 47. Thì mình muốn biết tổng chữ số tổng cùng là bao nhiêu thì mình sẽ lấy hàng đơn vị nhân hàng đơn vị, có nghĩa 7 nhân 7 là 49. Thì chắc chắn sẽ là có 47 bình phương sẽ có chữ số tổng cộng là số 9 đúng này. Quay mình lấy số tận chữ số tận cùng là 7 nhân 7 là 49, nên kết luận là có chữ số tận cùng sẽ là chữ 9. Giờ mình suy ra. Giờ bây giờ mình sẽ lấy 47 bình phương nhân cho 47 bình phương, có nghĩa là 47 ly khừ 4 đúng này. Thì lúc này mình sẽ lấy chữ số tận cùng là 9 nhân cho chữ số tận cùng là 9 sẽ là 81. Như vậy có nghĩa là chữ số tận cùng sẽ là số 1 đúng này. Nên mình sẽ kết luận là 47 ly khừ 4 sẽ có chữ số tận cùng là số 1, là chữ số 1 đúng không? Giờ xin giao tiếp. Bây giờ mình sẽ lấy 47 ly khừ 4 nhân thêm cho 47. 47 ly khừ 4 mình sẽ nhân cho 47. Thì lúc này mình sẽ được là 47 ly khừ 5 đúng không? Như vậy mình thấy là 47 ly khừ 4 tận cùng là số 1. Mình nhân cho số bên đây tận cùng là số 7. Thì 1 nhân cho 7 là 7. Như vậy mình kết luận là 47 ly khừ 5 sẽ có chữ số tận cùng là số 7. Đúng không? Có chữ số tận cùng là số 7. Đúng không? Như vậy mình kết luận là chữ số tận cùng của 47 ly khừ 5 chính là số 7 đúng không? Như vậy mình kết luận là vậy. Chữ số tận cùng của số 47 ly khừ 5 là chữ số 7. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem chữ số tận cùng của 2021 sẽ là số bao nhiêu đúng không?
Như vậy mình thấy là 2021 sẽ tặng cộng sẽ là số 1. Nên mình sẽ lấy tất cả các chữ 6 chữ số 1 nhân nhau thì mình thấy cũng là số 1. Nên mình kết luận là 2021 lý do 6 tặng cộng sẽ là số 1 nha. Như vậy ta có chữ số tặng cộng của 2021 lý thừa 6 sẽ là chữ số 1. Đúng rồi. Mình thấy là 2021 tặng cùng là số 1. Như mình sẽ lấy 6 số 1 nhân nhau thì cũng là chữ số 1 mà không. Đúng rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ thấy là 47 lý thừa 5 tặng cùng số 7. 2021 tặng lý thừa 6 tặng cùng là số 1. Nên tổng của hai số này sẽ có chữ số tặng cùng sẽ là số 8. Đúng rồi. Như mình kết luận nha. CJ 47 lý thừa 5 cộng cho 2021 lý thừa 6 có chữ số tặng cùng là 8. Đúng rồi. Quay 7 cộng 1 là 8. Đúng rồi. Như vậy mình thấy là ở câu trên mình thấy là số chính phương thì có chữ số tặng cùng là bao nhiêu. Mình sẽ xem lại câu 58 thì mình thấy là mình đã khẳng định là số chính phương bất kỳ sẽ có chữ số tặng cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9 chứ không có số 8. Giờ như là mình khẳng định chắc chắn là số này không phải là tổng này không phải là một số chính phương nhé. Mà ở câu trên mình đã làm giờ, ở đây mình sẽ viết lại thôi nhé. Các số tự nhiên có chữ số tặng cùng sẽ là 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hy bình phương sẽ có chữ số tặng cùng lần lượt là 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Do đó số chính phương bất kỳ sẽ có chữ tặng cùng sẽ là 0, 1, 4, 5, 6, 9. Không có chữ số 8. Như vậy mình kết luận là tổng này chắc chắn là không phải là một số chính phương. Đúng không? Giờ như vậy là phần này mình sẽ viết lại giống ở trên thôi. Sau đó mình sẽ kết luận nhé. Vậy số này chắc chắn không phải là một số chính phương, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 59 nha. Mình sẽ qua tiếp câu 60. Giờ tiếp theo là câu 60. Không tính các lý thừa hãy so sánh. Ở đây mình sẽ không tính mà mình vẫn so sánh được. Mình sẽ làm tiếp câu 60. Như vậy là để so sánh hai lý thừa mà mình không cần tính ra kết quả thì mình có thể là chuyển hai lý thừa này về cùng cơ số để mình so sánh hai số 1, hoặc là mình chuyển về cùng số 1 để mình so sánh hai cơ số cũng được. Có hai cách để mình chuyển nhé. Giờ thầy sẽ làm câu 60. Giờ câu ai chứ? Như vậy là 27 lý thừa 11 giờ như giờ trước hết mình sẽ biến đổi 27 lý thừa 11 sẽ bằng, như vậy là 27 thì mình sẽ biến đổi chính là 3 lý thừa 3, đúng không? 3 lý thừa 3 chính là 27. Lý thừa 11 mình sẽ để ra ngoài. Giờ mình nhớ là lý thừa chồng lý thừa thì mình cứ việc lấy hai lý thừa nhân nha. Như vậy cơ số 3 mình giữ nguyên, mình sẽ lý thừa nhân lý thừa 3 nhân cho 11. Như vậy sẽ bằng là 3 lý thừa 37. Đúng không? Giờ tiếp theo thầy sẽ biến đổi 81 lý thừa 8 sao cho về cùng cơ số 3 luôn để mình so sánh. Đúng không? Như vậy 81 lý thừa 8
Như vậy là 81 mình sẽ biến thành một số có cơ số là 3. Như vậy sẽ 3 lý thừa bao nhiêu? Mình thấy 3 lý thừa bao nhiêu sẽ là 81. 9 là 3 lý thừa 4. 3 x 3 là 9, 9 x 9 là 81, có nghĩa là 3 lý thừa 4. Như vậy 81 thì sẽ biến đổi thành 3 lý thừa 4. Giờ cái lý thừa 8 thì mình sẽ để vô ngoài. Giờ mình nhớ là lý thừa chồng lý thừa thì mình lấy hai lý thừa nhân nhau. Cơ số 3 giữ nguyên, mình sẽ lấy lý thừa nhân lý thừa 4 x 8. Giờ cơ số 3 giữ nguyên, 4 x 8 là 32. Như vậy là sau khi biến đổi về cùng cơ số 3 thì mình thấy rõ ràng là 3 lý thừa 33 sẽ lớn hơn 2 lý thừa cùng cơ số, thì số mũ lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn, đúng không? Như vậy là ta cần. Như vậy mình sẽ so sánh hai cái số này. Mình thấy là 3 lý thừa 33 thì chắc chắn phải lớn hơn 3 lý thừa 32, đúng không? Quy hai số cùng cơ số thì số nào có lý thừa lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Như vậy là 3 lý thừa 33 lớn hơn 3 lý thừa 32. Nên mình kết luận là 27 lý thừa 11 sẽ lớn hơn 81 lý thừa 8, đúng không? Nên là 27 lý thừa 11 sẽ lớn hơn 81 lý thừa 8. Đúng không? Đúng không? Đó là cách mình so sánh. Đúng không? Có thể là chuyển về cùng cơ số nếu có thể, hoặc là chuyển về cùng số mũ nếu có thể, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B, mình cũng làm tương tự. Giờ 625 lý thừa 5. Mình sẽ biến đổi như thế nào đây? Như vậy mình sẽ chuyển về cơ số 5 nhé. Mình thấy là 5 lý thừa bao nhiêu sẽ là 625. Thì các em có thể lấy máy tính nha. Mình sẽ lấy 5 nhân 5 thì sẽ bằng 25. Mình sẽ nhân tiếp cho 5 thì là 125. Nhân tiếp cho 5 nữa thì sẽ là 625. Nên mình kết luận là 625 chính là 5 lý thừa 4, đúng không? Giờ lý thừa 5 mình sẽ viết lại. Giờ mình nhớ là lý thừa chồng lý thừa thì lấy hai lý thừa nhân nha. Cơ số 5 giữ nguyên, mình sẽ lấy lý thừa nhân lý thừa, đúng không? Giờ 4 x 5 là 20 nhé. Giờ tiếp theo là 125 lý thừa 7. Mình cũng biến về một lý thừa có cơ số là 5 luôn. Như vậy là mình sẽ lấy máy tính và mình bấm tương tự. 5 x 5 là 25. 25 x 5 là 125, có nghĩa là 5 lý thừa 3, đúng không? Giờ lý thừa 7 sẽ viết lại. Giờ như vậy mình sẽ nhớ là giữ nguyên cơ số 5, mình lấy lý thừa nhân lý thừa. Như vậy là 3 x 7 bằng 21, đúng không? Giờ như vậy là sau khi biến đổi thì mình đã so sánh được rồi, đúng không? Như vậy mình thấy đây là hai lý thừa cùng cơ số, thì lý thừa nào có số mũ nhỏ hơn thì lý thừa nhỏ hơn. Mình thấy là 20 nhỏ hơn 21, có nghĩa là 5 lý thừa 20 chắc chắn phải nhỏ hơn 5 lý thừa 21, đúng không? Như vậy mình sẽ trả lời là ta có 5 lý thừa 20 sẽ nhỏ hơn 5 lý thừa 21. Nên 5 lý thừa 20 chính là 625 lý thừa 5, đúng không? Sẽ nhỏ hơn 125 lý thừa 7 nhé. Giờ tiếp theo câu C, mình cũng làm tương tự, đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ biến đổi 5 lý thừa 36 nhé. Giờ như vậy là mình sẽ biến đổi như thế nào? 5 lý thừa 36 thì mình thấy là 36 mình sẽ tách ra là 3 nhân cho 12 nhé. 36 thì sẽ tách ra là 3 nhân cho 12. Giờ sau đó mình sẽ biến đổi ngược lại, có nghĩa là một lý thừa ở trong và một lý thừa ở ngoài. Đó này. Lý thừa ở trong thì thầy sẽ để số 3 ở bên trong.
Giờ cái mì số 12, Lý Khương 12 thì thầy sẽ để bên ngoài. Giờ mình sẽ tính 5 Lý Khương 3. 5 Lý Khương 3 thì bằng bao nhiêu? 5 Lý Khương 3 có nghĩa là 125. Ở trên đây mình sẽ làm giờ này. 125 chính là 5 Lý Khương 3. Có nghĩa là 5 Lý Khương 3 chính là 125. Đúng không? Giờ Lý Khương 12 viết lại nha. Giờ bây giờ mình biến đổi 11 Lý Khương 24 sẽ bằng. Như vậy là 24 thầy cũng tách ra chính là 2 nhân cho 12. Giờ thầy cũng làm một mình thầy để Lý Khương 2 bên trong và Lý Khương 12 thầy để ngoài giống ở trên nhé. 11 Lý Khương 2 để bên trong và Lý Khương 12 để ngoài. Giờ 11 Lý Khương 2 có nghĩa là 11 nhân trừ 1. 11 nhân cho 11 thì bằng bằng 121 nhé. Lý Khương 12. Giờ lúc này mà sẽ được là hai Lý Khương cùng cùng số 1 đúng không? Đấy là hai Lý Khương cùng số 1. Thì mình nhớ là số nào có cơ số lớn hơn thì số đó lớn hơn. Ví dụ 125 sẽ lớn hơn 121. Nên mình kết luận là 125 Lý Khương 12 sẽ lớn hơn 121 Lý Khương 12, đúng không? Là có. 125 Lý Khương 12 sẽ lớn hơn 121 Lý Khương 12. Nên mình kết luận là 125 Lý Khương 12 chính là 5 Lý Khương 36. Đúng không? Còn 121 Lý Khương 12 chính là 11 Lý Khương 24. Giờ như vậy là mình xong câu 60, mình sẽ qua tiếp câu 61 nhé. Giờ câu 61. Giải thích tại sao ba số sau đều là số chín phương. Như mình nhớ là số chín phương là một số mình biến thành từ một số tự nhiên khác bình phương lên, đúng không? Như vậy mình sẽ làm câu A chứ. Như vậy là A sẽ bằng 11 trừ cho 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 9. 9 thì 9 là bao nhiêu bình phương? 9 là 3 bình phương, đúng không? Nên mình kết luận là A sẽ là số chín phương, đúng không? Vậy A là số chín phương. Giờ tiếp theo câu B. P bằng 1111 trừ cho 22 thì bằng bao nhiêu? Ở đây mình sẽ biến đổi một chút nha. Như vậy là 1011 mình sẽ tách chỉ là 1100 cộng 11. Giờ trừ 22 thì sẽ tách ra là trừ 11. Trừ tiếp cho 11, đúng không? Giờ tiếp theo, mình thấy là 11 trừ 11 hết. Như vậy còn lại là 1100 trừ cho 11. Giờ xuống dòng bảng, mình sẽ biến đổi tiếp nhé. Như vậy là 1100 này thầy sẽ biến đổi sẽ là 11 nhân cho 100, đúng không? Trừ 11 viết lại. Giờ mình hiểu ở đây là 11, mình hiểu là 11 nhân cho 1. Ở đây là mình thấy là 11 nhân giống nhau mà sẽ giúp 11 giống nhân ra làm nhân tử chung. Ở đây giúp ra còn 100. Dấu chưa biết là. Ở đây giúp ra thì còn số 1. Đúng không? 11 giống nhau viết lại. 100 trừ 1 thì bằng bằng 99, đúng không? Giờ mình biến đổi tiếp nhé. Như vậy 99 thì tách ra sẽ là 11 nhân cho 9. Đúng không? Giờ xuống dòng bảng tiếp. Như vậy là 11 nhân cho 11 chính là 11 bình phương. Giờ 9 thì chính là 3 bình phương, đúng không? Giờ như vậy ở đây mình sẽ gom lại chính là 33 bình phương. Nếu mình kết luận B cũng là một số chín phương, đúng không?
Giờ tương tự mình sẽ làm câu C tương tự, đúng không? Giờ C sẽ bằng giờ như vậy là làm tương tự, các em có thể tự làm, đúng không? Giờ như vậy thì sẽ tách ra sẽ là 111.000 cộng cho 111. Còn 222 thì tách ra là trừ 111 trừ tiếp cho 111, đúng không? Giờ xuống dòng bạn. Giờ 111.000. Như vậy là hai cái này trừ nhau sẽ biến mất, còn là 111. Giờ như vậy ở đây mình sẽ tách ra tiếp, đúng không? 111 nhân cho 1.000 trừ cho 111, đúng không? Giờ ở đây mình thấy là 111. Ở đây là 111, mình hiểu là nhân cho 1, nên mình sẽ giúp 111 ra. Giờ ở đây giúp ra còn 1.000, còn ở đây giúp ra thì còn số 1, đúng không? Giờ mình sẽ biến đổi tiếp nhé. Giờ 1.000 trừ 1 là 999, đúng không? Giờ 999 mình tách ra là 111 nhân cho 9, đúng không? Như vậy có nghĩa là 111 bình phương nhân cho 9 chính là 3 bình phương. Như vậy ở đây sẽ là 333 bình phương, đúng không? Như mình kết luận C cũng là một số chín phương, đúng không? Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu không? Nếu thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tập tạm biệt các em nhé.